Hành lang an toàn lưới điện được hiểu là khu vực không gian đi dọc theo dây trung áp 22.000V và các trạm biến áp, đường dây hạ áp 230V, dây dẫn trung áp 22.000V được lắp đặt trên các sứ trên cục điện đi dọc theo các tuyến đường. Khoảng cách đảm bảo an toàn đối với dây 22.000V đang mang điện lớn hơn hoặc bằng 2m đối với dây trần và lớn hơn hoặc bằng 1m đối với dây có giáp bọc. Khoảng cách đảm bảo an toàn đối với dây 230V đang mang điện lớn hơn hoặc bằng 0,3m. Khi hành lang an toàn lưới điện cao áp bị xâm hại, khả năng xảy ra sự cố mất điện, ảnh hưởng quy trình cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các sinh hoạt thường ngày của khách hàng sử dụng điện là rất cao. Thưa quý vị, hàng năm khi đến mùa mưa bão, các sự cố về điện, tai nạn điện có chiều hướng gia tăng so với các mùa khác trong năm. Một số sự cố về điện thường gặp vào mùa mưa bão như cây đổ làm đứt hệ thống dây truyền tải điện, hỏng các trạm biến áp. Và để hệ thống lưới điện vận hành an toàn thông suốt, nhất là trong các mùa mưa bão, Điện lực Tây Ninh tăng cường kiểm tra lưới điện để kịp thời sửa chữa các hư hỏng, nguy cơ sự cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, phương tiện nhân lực, theo dõi thông tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời các tình huống sự cố do mưa bão gây ra. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung ứng nguồn điện liên tục cho khách hàng sử dụng điện được Công ty Điện lực Tây Ninh đặt lên hàng đầu thông qua nhiều giải pháp. Thưa quý vị, hiện tại Điện lực thành phố Tây Ninh đang tổ chức cho nhân viên kiểm tra lưới điện, đo thông số phụ tải để kịp thời phát hiện khiếm khuyết, xử lý các nguy cơ có thể xảy ra sự cố đường dây, thiết bị để đảm bảo vận hành lưới điện một cách an toàn và ổn định. Điện lực thành phố Tây Ninh thường xuyên chỉ đạo đội quản lý vận hành lưới điện tăng cường kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các khiếm khuyết lưới điện có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão, đồng thời phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Rồi công tác kiểm tra lưới, hành lang lưới thì được đơn vị phân công chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm là 2 người kiểm tra lưới trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thực hiện thường xuyên. Trong công tác kiểm tra lưới thì được ngành điện thực hiện trên chương trình BMIT. Chương trình này là chương trình phần mềm kiểm tra lưới của điện lực. Qua công tác kiểm tra nhằm mình phát hiện được các tồn tại trên lưới điện, các khiếm khuyết trên lưới điện, chẳng hạn như là lèo hạ áp bị nóng đỏ, phóng xứ cách điện, để đề ra cái biện pháp để mình thích hợp để mình xử lý. Trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, Điện lực đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt, các điện lực cử cán bộ an toàn trực tiếp đến gặp khách hàng để nói chuyện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Khi tiếp cận thông tin về an toàn điện, cán bộ an toàn trực tiếp đến hiện trường, hướng dẫn các quy định về an toàn sử dụng điện, vận động khắc phục các vi phạm lưới điện có thể dẫn tới sự cố về người và thiết bị hư hỏng tài sản. Cụ thể, cán bộ an toàn trực tiếp đi các cơ sở có sử dụng xe cẩu, xe nâng, xe cuốc để tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình làm việc gần đường dây, tránh vi phạm gây thiệt hại về người và tài sản. Và bây giờ thì Minh Lam sẽ cùng đồng hành với các nhân viên kỹ thuật của Công ty Điện lực Tây Ninh tiến hành hướng dẫn cho người dân cách phát quang để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Rồi, chị ơi, qua kiểm tra định kỳ á chị, nhà mình có cái cây nó ngay hành lang lưới điện nè, thì bây giờ nó cũng cao rồi, nó gần cái vi phạm cái hành lang rồi. Để đảm bảo an toàn cái mùa mưa dông tới á chị, là hôm nào cho anh em tụi em á tiến hành phát quang cho nó đảm bảo khoảng cách an toàn cho lưới điện để nó vận hành ổn định hết chị ha. Rồi dạ, ok dạ. Thì coi em cứ coi cây dạ. Nào mà nó có muốn như giống như nó muốn vi phạm á dưới hành lang lưới điện thì em cứ việc phát quang, cứ dạ. Cắt thoải mái. Dạ. Gia đình chị không có ý kiến gì ha. Dạ. Hiện tại, định kỳ Điện lực thành phố Tây Ninh tổ chức cho nhân viên đi kiểm tra lưới điện, đo thông số phụ tải để kịp thời phát hiện khiếm khuyết, xử lý ngay nguy cơ có thể xảy ra sự cố đường dây, thiết bị để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định và tin cậy. Như bản thân tôi sống và mua bán ở khu vực này á, nhiều năm qua thì ở địa phương á thì cũng được thường xuyên đo phát thanh, nó tuyên truyền thông báo về các công tác như thực hiện như bảo vệ hành lang an toàn của lưới điện. Các anh em ở đây hàng tháng thì các anh em cũng có thường xuyên đi kiểm tra đó, kiểm tra lưới điện rồi thực hiện công tác như quang cây xanh rồi. Các anh em ngành điện thì cũng như đi đến thông báo như là những cái hàng cây xanh nè, nó như vi phạm như an toàn của lưới điện gì đó thì để đảm bảo cho gia đình
giống như cho người thân á, thì kiểu như chị cũng cho phát quang như là cưa hàng dừa ở đây đó, để đảm bảo an toàn cho lưới điện và cho người thân gia đình. Điện lực thành phố cho thống kê các vị trí cây xanh gần lưới điện, tổ chức nhóm công tác chặt tỉa cành cây thường xuyên, đảm bảo hành lang lưới điện thông thoáng. Điện lực thành phố Tây Ninh cũng đột xuất kiểm tra đường dây, thiết bị để phát hiện, ngăn chặn hành vi của người dân vi phạm hành lang lưới điện, dẫn tới sự cố gây hư hỏng người và tài sản. Khi phát hiện cây xanh vi phạm hành lang lưới điện á, thì điện lực sẽ liên hệ với lại chủ để mình chủ sở hữu về cây, để mình giải thích những cái mối nguy hiểm để người dân nắm được, đồng thời yêu cầu khách hàng thực hiện phát quang cây xanh, không để cây xanh để vi phạm hành lang lưới điện. Ngoài ra, đối với những công trình xây dựng, cải tạo nhà, phương tiện xe cơ giới thi công gần đường dây vi phạm hành lang lưới điện, thì khi phát hiện những hành vi này á, thì trước tiên là nhóm công tác sẽ yêu cầu các đối tượng cá nhân nó ngừng ngay việc thi công và giải thích, báo với các tổ chức, chủ tổ chức cá nhân á, là mình đã vi phạm hành lang lưới điện, có thể dẫn đến tai nạn và nguy cơ cho lưới điện. Thời gian tới, Điện lực thành phố Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện phát quang hành lang tuyến, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trước, trong và sau mùa mưa bão sắp đến. Về những biện pháp mà lâu dài, ngành điện cũng thường xuyên kiểm tra các vị trí cột điện, dây điện, trùng, võng không đặt tiêu chuẩn để chúng tôi lên kế hoạch sửa chữa kịp thời để tránh xảy ra những cái việc mà vi phạm hành lang. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng phối hợp với địa phương để ngăn chặn kịp thời các vụ việc mà phát sinh nếu có trong cái việc mà xây dựng nhà cửa mà vi phạm hành lang an toàn lưới điện, và yêu cầu là chủ đầu tư phải thực hiện khắc phục và kiên quyết không để xảy ra những điểm vi phạm mới. Và khi người dân có nhu cầu về thực hiện trong cái việc này thì chúng tôi là luôn luôn là lắng nghe và tư vấn để cho họ cái việc thực thi cái việc xây dựng cũng như là chặt tỉa cây xanh để đảm bảo cái hành lang an toàn lưới điện cao áp theo đúng quy định. Thưa quý vị, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện là bảo vệ sự ổn định, thông suốt của dòng điện vì lợi ích của cộng đồng và cả nền kinh tế. Vì vậy, ngoài trách nhiệm của công ty Điện lực Tây Ninh thì rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Cách để sử dụng điện an toàn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị điện trong nhà. Không đứng trú mưa tại chân cột điện dưới mái hiên trạm biến áp. Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng công tơ điện, thùng cầu giao sắt, không lên sân thượng, mái nhà nơi có đường dây đi qua, không tự ý sửa chữa đường dây thiết bị ngoài trời, không sử dụng công trình điện để định vị phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh. Cắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị sử dụng điện ngoài trời bản hiệu quảng cáo. Ngắt nguồn điện nếu trong nhà bị ngập hoặc mưa, gió tạt ướt sân. Tránh xa cảnh báo, lập rào chắn khi thấy cột điện ngã, dây dẫn điện đứt rơi. Thông báo ngay cho tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện